Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Giới thiệu cho quý vị và các bạn thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị để quý vị chiêm ngưỡng được một cái sập thờ. Một cái sập thờ thì thường thì hầu như nhà ai người ta cũng dùng. Một là chúng ta dùng bàn thờ treo hoặc là dùng bàn thờ án gian. Hai là chúng ta dùng sập thờ. Thế thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị để cho quý vị chiêm ngưỡng một cái sập thờ tứ linh. Làm trên cái chất liệu gỗ mít, quý vị có thể chiêm ngưỡng một cái sập thờ rất là giá trị mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay cho quý vị bây giờ. Quý vị sẽ được thưởng thức những cái giá trị nghệ thuật rất là đẳng cấp từ một bộ bàn thờ gia tiên. Xin mời quý vị và các bạn đón xem. Vâng, đây là một bộ bàn thờ, có thể nói là một bộ bàn thờ cực kỳ giá trị trong việc thờ cúng tâm linh của tổ tiên. Một chiếc sập thờ như thế này thì hoàn toàn là được làm trên chất liệu gỗ mít, mà quý vị có thể là nhìn thấy như thế này thì quý vị sẽ đánh giá ngay được rằng là một chiếc sập thờ có thể nói là hoàn mỹ đến như thế nào. Về cái kích thước của cái bàn thờ này thì giới thiệu với quý vị là dài 2m17, rộng là 1m07, và cái chân của cái sập thờ này là chân 24. Giới thiệu với quý vị là chân 24 này, quý vị nhìn thấy đây, rất là to. Đấy. Và cái quan trọng ở đây là quý vị có thể nhìn thấy được là cái gì không ạ? Đó chính là về cái chất lượng. Chất lượng ở đây là hoàn toàn 100% nó là lõi mít. Quý vị sẽ không nhìn thấy bất cứ một chỗ rác nào ở một cái sập thờ này. Đấy. Đầu hồi đây, cái giá trị đầu tiên phải nói đến chất lượng lõi. Thế thì cái lõi mít ấy, thì nó rất là bền. Thật sự với quý vị là nó siêu bền. Đấy là chia sẻ cho quý vị như vậy để cho quý vị nắm được. Còn cái thứ hai nữa là về cái độ chạm khắc. Quý vị có thể thấy được rằng là chạm khắc bên dưới cái chân quỳ này là con ly bò lên, và bên trên là con đầu con hổ phù. Và trong một cái yếm tứ linh đây, quý vị có thể nhìn thấy này, long ly quy phụng. Thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị, đây là một chú rồng tượng trưng cho một cái sức mạnh của bộ tứ linh. Rồng là một con vật đại diện cho bộ tứ linh, là một con có một cái sức mạnh nhất trong bộ tứ linh, đó chính là rồng. Con rồng uốn lượn, rồng bay phượng múa rất là đẹp như thế này. Và đây là một chú rùa. Đấy, quý vị có thể nhìn thấy. Đấy, hay người ta còn gọi là quy. Đây con phượng đây. Đấy, quý vị thấy chưa? Và đến con ly. Những cái tác phẩm đục chạm khắc rất là tinh xảo như này. Con hổ phù thì đại diện ở giữa. Đấy, đấy là cái giá trị ở trong một cái yếm tiền của một cái bộ sập to đại như thế này. Và bên trong thì giới thiệu với quý vị là được làm rất là công phu. Các cái mây bay đấy, rất là đẹp như thế này. Còn bên trên thì nó là một cái cổ, quý vị có thể nhìn thấy đây. Đấy, quý vị thấy rất là giá trị đúng không ạ? Một chiếc sập thờ như thế này thì giới thiệu với quý vị là về cái kích thước nó chuẩn phong thủy là cái thứ nhất, cái thứ hai về chất lượng gỗ, cái thứ ba nữa là về cái khâu chạm khắc cực kỳ là tinh xảo. Đấy. Một chiếc sập thờ này thì chúng tôi đang làm chưa hoàn thiện hết, còn cái khâu nữa tức là cái khâu chỉnh sửa các cái diềm mộng này, chỉnh sửa bao giờ nó chuẩn tuyệt đối thì chúng tôi sẽ tháo ra và đem đánh giấy giáp. Đấy, quý vị có thể nhìn thấy mặt trong hoàn toàn nó là lõi. Đấy, hàng rất là dày dặn như thế này. Khi chúng tôi chia sẻ những cái clip như thế này để cho quý vị được thưởng thức thì quý vị sẽ thấy được rằng là rất là giá trị của một cái bộ sập thờ. Đấy, đây là một cái bàn thờ nữa, quý vị cũng có thể nhìn thấy này. Đấy, rất giá trị. Chúng tôi luôn chia sẻ cho quý vị để cho quý vị được thưởng thức những cái sản phẩm mà chúng tôi làm ra thực tế là như vậy. Đấy, và trong phong thủy thờ cúng tâm linh thì nhà nào cũng phải dùng đến những chiếc bàn thờ. Thế cho nên là chúng tôi chia sẻ cho quý vị để quý vị lắm được những cái sản phẩm thờ cúng
Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.